Ok, run nó là cái chuyện bình thường, tại vì mình làm cái gì mà mình không có kinh nghiệm thì mình sẽ run thôi, đúng không? Thì nếu như mà em cảm thấy em làm bất cứ cái gì mà cái run này nó theo nhiều kiểu, mà em run theo kiểu là em run trước bạn gái, hay là em run khi mà em nói chuyện với sếp, hay là em run khi mà em nói chuyện trước đám đông, chị không biết cái run nào, nhưng mà chị thấy cái mà chị vượt qua được những cái sợ đó là càng sợ mình càng phải làm. Tại vì mình phải làm cho nó hết sợ bằng cách là, ví dụ như chị hồi chị mới học với lại thầy của chị, nó có một cái lớp gọi là tắm bằng nước lạnh á. Em biết nó lạnh tới độ bên này nó có cái chỗ mà người ta gọi là cho người Nhật các em nước nóng thiệt là nóng hoặc là lạnh thiệt là lạnh. Thầy chị ngoan tụi chị vô trong đó, xong ổng nói là trời, xuống nước ấm thì nó sướng lắm tại vì nó ấm mà. Xong rồi từ nước ấm đó nha, ổng bắt đứng lên nhảy vô bên hồ nước lạnh. Má ơi muốn chết luôn vậy ạ, muốn chết luôn. Nhưng mà em biết sao không, cái 15 20 phút mà ở trong nước lạnh đó và bắt đầu quen với cái cảm giác đó, cái đầu của chị á, nó được học một cái gọi là mình mạnh hơn cái cơ thể của mình rất là nhiều, và ít người tìm ra được cái điều đó. Khi mà em để cho cơ thể em run, có nghĩa là body language của em nó yếu, nhưng mà nếu cái đầu của em nó cứng á, thì nó vẫn điều khiển được. Ok, em coi lại mấy video đầu của chị chưa, em thấy hồi xưa chị run không? Mấy cái đầu chị run lắm, chị nói chuyện đâu có được tự nhiên như bây giờ đâu. Đó là lý do tại sao chị phải càng làm nhiều. Em biết chị làm mấy cái đầu tới độ một bạn chị kể cho nó nghe, bạn mấy bạn bên này, tại vì nó không hiểu tiếng Việt chị làm. Chị bắt nó vô subscribe này nọ, mấy cái dạng như là 10 người đầu là bạn của chị lên xin subscribe. Nó nói, tao cũng muốn ủng hộ mày lắm, nhưng tao không hiểu mày nói cái đách gì hết. Cái sau chị có nói bạn chị là, thì tao đang tập để mà tao tự tin lên thôi. Và mình nản nha em, chị biết nó nản chứ. Khi mình run trước đám đông, mình run trước những cái video mình muốn làm á, mình nản lắm. Theo là thôi dẹp bà đi, gặp ai đó nói chuyện tâm sự dạy cho họ là được rồi. Nhưng mà chị biết được là nếu chị dạy một với một người á, thứ nhất là cần thời gian nè, thứ hai là chị cần cái cơ hội để mà người đó đi ra gặp chị ở quán cà phê. Mỗi tuần chị cũng có thể chỉ gặp được một hai người và dạy rất là ít, và chị cảm thấy như vậy là rất là mất thời gian. Tại vì chị đã học về leverage rồi, chị đã học về nếu như chị đăng một cái video lên có tới 1.000 người học, 2.000 người học, hoặc là chị để như vậy 5 năm, 10 năm, nhiều người vô coi thì nhiều người được học nhớ kiến thức này. Nhưng nếu như chị chỉ dạy một người với một người thì sẽ rất là mất thời gian. Đó là lý do tại sao chị nói giờ mình có run, giờ mình có sợ thì mình cũng phải quyết tâm, mình phải làm. Tại vì mình làm cái này là tại vì mình yêu thích, mà mình đam mê, mình muốn giúp người khác thì mình phải làm, chứ không ai làm giùm mình được hết. Thì lúc đó coi như là chị bỏ hết những cái run, những cái sĩ diện của chị làm thôi. Tại vì chị không có còn, tại vì cái ước mong được giúp người khác nó mạnh hơn cái suy nghĩ của bản thân, thì khi đó em cũng sẽ vượt qua được lại. Bây giờ em nói em sợ trước đám đông, em sợ làm sao? Người ta nhảy lên, người ta chửi em ăn sao? Rồi người ta chửi em rồi làm sao? Chửi rồi thôi, chị cũng bị chửi miết mà. Em coi kênh của chị thấy trời ơi, nhiều đứa nó vô nó chửi chị kinh lắm em ơi. Chị xóa, chị block hết, chị cười à. Mỗi lần chị đọc là chị đọc mấy cái đó là chị chị cười muốn chết luôn. Mà có nhiều người người ta còn bỏ tâm bỏ trí vô, người ta viết rất là dài nha em, để chửi chị nha em, chứ không phải chữ chữ ngắn đâu, đúng không? Cho nên là hả, rồi sao, họ cũng đâu có ở đây. Em phải suy nghĩ là họ sẽ không có nuôi em, họ sẽ không có ở bên kế bên em, rồi họ sẽ không có là người để mà làm ra tiền để nuôi con, nuôi cái, nuôi cha, nuôi mẹ của em. Cho nên em không có gì phải run hết. Còn video trời ơi, nó còn không hoạt động được luôn, sợ gì. Em cứ tưởng tượng bạn em là cái camera, sao em đang nói chuyện bạn em, cứ nghĩ vậy đi. Chị làm vậy á, thật ra lúc đầu là chị cũng rất là run, xong chị nghĩ đến cái chị bạn thân của chị, xong chị nghĩ đến chị đang nói chuyện với một người bạn hoặc người em trai hoặc người chị của chị ở Việt Nam, ví dụ vậy. Xong chị nhìn camera, chị chỉ nhớ đến cái mặt họ thôi, sao họ không, mà chị nói chuyện vậy đó. Cái này là cái mà chị thấy không phải chỉ riêng em đâu, mà chị thấy có rất là nhiều bạn trẻ bây giờ gặp phải cái vấn đề này. Thậm chí khi chị đi làm, khi mà chị làm top bán hàng, thì chị có lúc mà chị làm trong cái hãng lớn đó, chị cũng là người training cho người khác làm sao để mà chăm sóc khách hàng luôn. Thì chị biết được là cái vấn đề của con người đa phần số đông đó là rất là sợ giao tiếp. Cộng thêm nữa là do cái thế kỷ 20 bây giờ tất cả mọi người đều dùng điện thoại hết,
bấm điện thoại thì rất là lanh, trả lời tin nhắn thì rất là giỏi, nhưng mà lại gặp người khác thì cái cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy, trong đầu bắt đầu dựng lên những cái câu chuyện mà sợ hãi này kia kia nọ. Ok, để mà giao tiếp tốt, thứ nhất hình như chị có làm cái video Q&A cái đó rồi, chị không biết em đã coi chưa. Ok, em có thể coi lại cái video đó. Chị đã nói là làm sao để nói chuyện bớt vô duyên nè, làm sao để nói chuyện có duyên hơn nè, làm sao để mà biết nói chuyện tự tin đi làm nè. Thì cái đầu tiên chị muốn em tập đó là bỏ cái điện thoại xuống và bắt đầu ngồi và lắng nghe nhiều hơn. Cái này nó rất là khó, tại vì khi em đi ra em đi chơi, cái thói quen em cứ lấy tay móc túi ra em bấm điện thoại. Chị đi ăn với lại bạn bè hay những cái người mà đối tác của chị, những cái người mà làm chức càng lớn hoặc là người ta những cái vị trí càng lớn và những cái nơi mà năm sau em biết là họ không có, em phải lịch sự là em phải tắt chung điện thoại luôn á, có nghĩa là họ từ ngoài cửa là họ đã nhắc nhở, thậm chí em không được mặc một vài bộ đồ mà để vô được những cái khu vực đó luôn, nghe không được mặc rin rồi những cái đó chị có thể bày sau nên khi nào mới đưa tới cái cấp đó. Ok, thì khi đó chị học được một cái, thậm chí em biết là những người đó người ta còn vô đó người ta không có chụp hình, những cái mà chụp hình sống ảo này kia nọ chị đã từng giải thích rồi. Tại vì sao? Tại vì đối với họ càng classic càng cổ kính càng sang trọng thì nó phải càng lên tới cái đỉnh là không có được, quá là xề xòa. Xề xòa có nghĩa là sao? Nếu như em không thể nào trực tiếp nói chuyện với họ, không có một cái human touch, em không có chạm được tới cái trái tim của họ, em không có chạm được tới cái eye contact, mắt với mắt nói chuyện, môi nói chuyện, em phải thật sự là authentic. Authentic có nghĩa là em phải là chính em trong cái cuộc nói chuyện đó, thì không có một ai muốn kết bạn, không có ai muốn giao du, không có ai muốn làm ăn với em hết á. Và để em tập được lên tới cái đó, đầu tiên em phải tập với những người bình thường trước, tại vì nhiều người bình thường họ còn không có cơ hội để mà ngồi nói chuyện tử tế. Tất nhiên người ta cũng sẽ ngại đúng không, em cũng sẽ ngại, người ta cũng sẽ ngại, tại vì hai đứa ngại như nhau thì rồi ai nói chị không sao. Thì em cứ nói chuyện rồi bô kiến đậu thôi, em cứ nói chuyện là à hôm nay nhà mới luộc rau chẳng hạn, mà xưa giờ em chưa biết cách luộc rau này, giờ em luộc rau này em thấy nó khá hơn. Đó cũng là một cái nói chuyện, có thể là nó vô duyên từ lúc đầu, nhưng mà từ cái vô duyên đó em mới sửa được. Còn nếu em không nói lung thì em không sửa được, ví dụ như vậy. Rồi từ cái giao tiếp bình thường với bạn bè em sẽ bắt đầu qua giao tiếp với lại đi làm. Ví dụ đi làm em chỉ cần hỏi bạn chỗ làm em những cái câu đơn giản quan tâm thôi, ví dụ hôm nay mày đưa con đi học rồi con mày làm sao, rồi nó học trường mới cô mới làm sao, rồi có quen không, rồi ví dụ như em không có con thì em nói chuyện quần áo, không nói chuyện quần áo thì nói chuyện giày dép trước, rồi sau đó mới bắt đầu nói đến chuyện sách vở, nói là tao đang đọc cái cuốn sách này nó hay lắm, nó nói về cái này em phải lắng nghe người ta, em phải hỏi nhiều hơn. Khi người ta trả lời thì em lắng nghe xong em mới biết được à họ thích cái này vậy là họ, tại vì em biết thậm chí bạn bè mỗi người sẽ có một cái hứng thú khác nhau à. Ví dụ bạn thân của chị chỉ có thích nấu ăn với lại thời trang, là chị có thể nói chuyện với chị về những cái chuyện, nói chuyện đồ ăn ngon ở đâu, đi ăn ốc ở đâu, đi ăn hàng ở đâu hồi mà ở Việt Nam á, rồi áo quần của chị là chị bạn chị mua lựa cho chị hết rồi, tại vì chị không có, chị thời trang của chị rất là bình thường, chị rất là classic, chị mặc rất là đơn giản, chị mặc một màu, ví dụ như đen là một cái đen, đỏ là một cái đỏ, chị không có pha lẫn màu sắc. Thời trang thì chị bạn của chị giỏi hơn về cái khoản đó, ví dụ vậy. Chị lại có một người bạn khác rất là giỏi về interior designer, có nghĩa là rất là giỏi thiết kế nhà. Em mà ngồi em nói chuyện với người đó là cả ngày em như chìm đắm trong cái thế giới là nhà là phải mua cái tủ như vậy, phải mua cái kệ như vậy, phải làm màu này, gió phải hướng này, phong thủy phải hướng kia. Nếu như mình là một người mà không có giỏi giao tiếp thì mỗi người á họ có một cái sở thích khác nhau, họ có một cái đam mê khác nhau, và em không có capture, em không có lấy được những cái tinh hoa đó ra từ họ, rất là khó để mà em mở rộng mối quan hệ hoặc là giao du hoặc là giao tiếp. Cho nên cái đầu tiên là em phải tự tin nói cái đã, nói vô duyên cũng được, nhưng mà đừng có sợ họ đánh giá. Ai cũng sợ người khác đánh giá, chẳng ai đánh giá đâu. Khi em nói chuyện họ còn trân trọng hơn. Chị đã từng ngồi với một vài người mà chị hỏi cái gì người ta cũng ừ, hoặc là chị nói chuyện cái gì người ta cũng ừ. Em nghĩ một người nói nhiều như chị mà ngồi với những cái người như vậy, dù chị có muốn kết bạn với họ mấy đi chăng nữa chị cũng sẽ nản, chị cũng sẽ bỏ đi rồi. Tương tự như vậy, nếu như em muốn kết bạn với người ta thì em phải, nó giống như cái chuyện chơi đánh bóng
bóng bất cứ loại bóng gì, ví dụ như là đánh cầu lông, đánh bóng tennis hay là đánh bóng bàn vậy đó. Em đánh qua thì người ta phải đánh lại, em phải nói thì người ta mới nói lại được. Và cách duy nhất là để cho em tự tin lại phải nói thôi. Chứ chị không thể nào mà làm một cái cách gì khác là chị ơi, giờ em không nói chuyện được không, nhưng mà em giao tiếp tự tin lên không có em ơi. Like, share và subscribe. Nếu các bạn là những người coi trung thành, các bạn phải biết phải làm cái gì rồi. Tiếp tục lan tỏa cái điều như vậy.